chào các bạn nha. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nhà hàng chay mới nữa trên đường Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình nha. Thì cái địa chỉ đây là sẽ là số 911 đường Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình. Thì đây là nhà hàng chay Tâm Thịnh Vượng. Nhà hàng chay này cũng được khai trương cũng được vài tháng rồi. Thì hôm nay là lần đầu tiên mình tới đây. Mình ăn cơm chay thì sẵn mình sẽ review lại sơ một vài món ăn cũng giống như là cái menu quà và cái không gian quán cho các bạn cùng xem nha. Ở bên đây là phía bên trong nhà hàng nha các bạn. Ở ngoài khi tới đây ngoài là những cái món ẩm thực chay để mình ăn chay, thì ở đây còn có những cái bức tượng gỗ rất là đẹp. Nếu mà nhà bạn nào mà có thờ hoặc là chân tượng thì ở đây cũng có thể tới đây tham quan nha. Đây là tượng Đức Bổn Sư. Cái này nhìn mặt qua phía ngoài. Đây cũng là tượng Đức Bổn Sư nữa các bạn. Đây là đài sen Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nha. Đây lại là một tượng Đức Bổn Sư nữa. Tượng này thì nhỏ hơn tượng giữa. Đây còn có một số bức tượng gỗ đó các bạn. Đây là Đức Phật Di Lặc. Còn đây là Đức Phổ Hiền. Cái tay cầm hoa sen là Đức Phổ Hiền nha các bạn. Đây là Đức Phổ Hiền. Đây là Di Đà Bổn Sư. Còn đây là Quan Âm. Đây là bộ ba tam thế Phật nè các bạn. Bên này mình cũng có bộ ba tam thế Phật luôn. Đây là gỗ nâu này, mình không biết, mình không có rành về gỗ nữa nha. Này cái bộ này thì là màu nâu. Đây cũng là bức Di Đà Quan Âm. Đây là Phổ Hiền. Trong đây mình có một cái tượng gỗ khắc Quan Âm các bạn, rất là đẹp luôn. Đây là một cái khối lớn ha. Đây là sen. Đây giống như là Quan Âm Nam Hải các bạn. Đây là hoa sen nè. Điêu khắc rất là đẹp. Đây là giống như là sóng biển nè. Đẹp quá. Còn bên đây là mình sẽ có tượng của đây là Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn các bạn. Thiên Thủ Thiên Nhãn là nghìn tay nghìn mắt. Bên đây mình lại có một bộ tượng Tam Thế Phật nữa các bạn. Đây là Đức Di Đà. Hai vị bên này nhìn giống nhau quá. Đây là cơm ngũ vị nha các bạn. Cơm chiên ngũ vị. Đây. Ở đây thì mình sẽ có cơm chiên với rau củ. Ngoài ra trên đây mình còn có một ít chà bông nữa. Cơm chiên thì mình có cơm chiên với lại rau củ ha. Tên của món này là cơm chiên ngũ vị. Cơm thì rất là ráo luôn, mùi cũng rất là thơm. Cơm chiên ngũ vị rất là thơm nha. Món này mình có thể ăn cơm với lại nước cơm. Món thứ hai mình giới thiệu với mọi người nữa đây cũng là món hủ tiếu bồng lai. Hủ tiếu xào, hủ tiếu bồng lai nha. Tên của món là hủ tiếu bồng lai. Thì mình sẽ có hủ tiếu mềm. Hủ tiếu mềm xào chung với giá hẹ. Hủ tiếu mà xào ráo thì nhìn ra sẽ ngon hơn. Giới thiệu thêm với cả nhà thêm một món nữa đó. Muốn chạy giò nhìn trang trí đây cũng rất là bắt mắt nha các bạn. Thì những cái thành phần quen thuộc của chúng ta hay thấy đó chính là bún chả giò, thì chắc chắn không thể thiếu chả giò rồi. Đây, rất là giòn nha. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi nè. Rồi ở đây mình sẽ có đồ chua, rau, phi,
bạn nào mà không ăn được hành phi thì các bạn dặn nhà bếp nha, nhà bếp sẽ không có bỏ hành phi cho các bạn. Rồi dưới rau, đây là chả giò nè, nhìn rất là giòn, rất là ngon. Món bún chả giò này thì tất nhiên là mình sẽ ăn chung với lại là nước mắm chua ngọt. Ngon hay không là nhờ cái này nữa nha các bạn. Bạn nào mà ăn ít nước mắm, với tức là ít ăn không có, có đậm gia vị thì mình chê một ít thôi. Còn cái này là mình ăn mặn lắm cho nên là mình đổ hết luôn cái chén mắm luôn. Rồi mình sẽ trộn đều lên rồi mình sẽ có một tô bún chả giò để mình thưởng thức nha. Rồi mời cả nhà cùng ăn cơm trưa với Dương Nguyễn Family nha. Nè các bạn. Cảm ơn người. Chào các bạn. Con tên gì? Con là con của ai? Chào các mẹ. Tôi là con của Dương Nguyễn Family. Con có Dương Nguyễn Family đúng không? Các bạn có ủng hộ mẹ con không? Con ủng hộ. Ủng hộ kênh mẹ con với. Được, cứ ủng hộ. Đăng ký ủng hộ kênh mẹ con nha. Dạ, đăng ký ủng hộ mẹ con nha. Giới thiệu với cả nhà một món nữa. Món này thì sẽ dành cho những bạn nào mà ăn khó tiêu thì mình sẽ dùng món cháo nha, cháo bát bữa. Thì cháo này thì mình sẽ cái này là cháo la hán nha cả nhà, nãy mình nói nhầm, cháo la hán. Thì ở trong đây mình sẽ có bắp, rau củ, hem, chả, đậu hũ, còn có hành phi, có tiêu. Thì cái này là ai không tiêu thì mình nặng bụng thì mình dùng món cháo này sẽ dễ tiêu hơn nha. Thì ăn kèm với cháo thì mình sẽ có giá nè. Vì là ở đây là có giá sống, rau sống, xà lách, một ít hành lá với lại gừng. Thường là cháo nóng thì mình bỏ gừng vô thì nó sẽ thơm và nó sẽ ấm bụng nha. Còn hành, nếu bạn nào không ăn hành thì mình để hành lại, hoặc là mình nói với nhà bếp là mình không cần lấy hành. Bạn nào thích trụng giá hoặc là trụng rau thì mình nói nhà bếp trụng cho mình luôn nha. Thêm một món rất hấp dẫn nữa các bạn, đây chính là món mì xào giòn. Thì món này không biết là các bạn đã ăn chưa, nhưng món này mình ăn rồi chỗ khác. Thì cái này thì mì xào giòn thì mình sẽ có đặc trưng ở đây thì nó sẽ có những cái cọng mì này nè các bạn, những cái cọng mì này nè. Nên chỉ chuyên dành để cho làm cái món mì xào giòn thôi, thì mình sẽ chiên giòn nó lên, rồi sau đó là mình sẽ ăn chung với lại nước sốt rau củ. Cái món này thì gần ăn lúc mà mới làm thì nó mới ngon, tại vì cái cọng mì nó sẽ còn cứng còn giòn, chứ nếu mà để lâu thì cái nước sốt đó, thì nó sẽ làm cho cái cọng mì của mình nó mềm đi. Cái món này ăn thì cũng rất là thanh nhẹ, nhìn trang trí cũng rất là đẹp cả các bạn, đủ màu sắc nha. Có bông cải, có đậu hà lan, có cải vẻ xanh, có bông cải trắng, có nấm hương. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức món mì xào giòn tại Tâm Thịnh Vượng Chay nha. Thì món này mình sẽ ăn kèm với lại nước tương. Nếu mà thường thì cái nước sốt nó cũng vừa ăn rồi, nhưng nếu mà các bạn nào mà mình muốn ăn nó đậm đà hơn hoặc là mình ăn đậm hơn thì mình có thể ăn thêm một ít nước tương. Tại bạn nào thích ăn cay mình có thể cho thêm ớt thôi nha. Ngoài những cái món cay này ở đây còn có bán những cái món ăn kèm, mình có thể mua về cho mình ăn cũng được nha các bạn. Ở đây thì mình có rong biển sấy dầu, cái này mình ăn không cũng được hoặc là mình để ăn chung với cơm cũng được luôn. Còn cái này thì là giống như là tàu hũ kia chiên giòn các bạn, có tẩm mì rồi thì rất là ngon nha. Những cái món này mình có thể ăn không hoặc là ăn chung với cơm đều được. Còn đây là gạo lứt cơi, gạo rang, gạo kem, gạo rong biển nữa.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video mới nhất của Dương Nguyễn Family Nha. Cảm ơn các bạn.